Đây là giống bưởi canh diện giống mới. Bưởi này trồng trên đất đồi cho nên là quả ăn nó hơi không được ngon ra lắm. Thì hôm nay mình quyết định là cắt bỏ tán và ghép mắt bưởi giống mới, cải tạo lại để cho cái quả bưởi nó ngon ngọt hơn, năng suất chất lượng hơn, củ đốt rất là nhiều. Đấy, đây mình để cái canh này để cho nó quang hợp. Đấy. Đây mình sẽ tiến hành ghép. Đấy. Đấy, đây là mắt ghép. Mắt ghép người ta cắt này, làm sao có một cả vỏ và một tí gỗ. Đấy, chúng ta kẹp vào cái phần thân này. Phần thân này. Đấy, cho dính sát vào. Dính sát vào vừa gỗ và lớp vỏ. Lớp vỏ của cái này. Đấy. Sau đấy chúng ta sẽ quấn dây thật chắc. Đấy. Đảm bảo sau khoảng 20 ngày là vết da này nó sẽ liền. Con ơi, đi lên đây. 20 ngày vết da nó sẽ liền. Lúc đấy có thể tháo cái dây bóng này ra. Đấy, vết rất là chắc, đẹp. Với thân cây như này, các bạn có thể ghép nêm, thì các bạn rạch cái này ra. Như mình ghép bằng mắt, ghép mắt vào đây, thì xong là khi mắt nó phát triển thì mình sẽ cắt bỏ cái thân này làm sao cho nó mịn. Đây là vết đặt dao chéo này, mỏng này và tỉ tay. Đấy, dọc đúng cái lớp vỏ. Thẳng cái lớp vỏ. Đấy, xuống khoảng 2 phân. Xong rồi bấm chéo này. Đấy. Chúng ta để đấy. Bắt đầu chúng ta lấy mầm ghép. Đâu, cắt mầm ghép. Các bạn nhìn cắt mầm ghép nhá. Đây. Cắt mầm ghép gợt. Đấy, tỉ tay. Rất chắc. Đấy. Đang cắt bập này. Đấy. Đấy. Được một mầm ghép. Nhớ là cầm không được chạm tay vào cái bề mặt này. Đấy, xong mở cái này ra, chúng ta đậy cho cái mắt mầm ghép vào, mắt ghép vào. Đấy. Bên trên này vẫn còn rộng, chúng ta có thể thêm một cái mầm ghép bên này, mầm ghép mép bên này nữa. Chúng ta lại cắt mầm ghép nhá. Đấy. 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 Ngoài phun thuốc sâu đấy. Mầm ghép là với điều kiện là mầm ghép phải bánh tẻ, cành khỏe, bánh tẻ mà không có bị sâu gì cả. Đó. Tiếp tục. Đó. Gài tiếp vào đây. Đấy, đây xong hai mắt ghép. Mình tiến hành buộc dây. Chúng ta đặt dây vị trí cố định, đặt vào. Đấy. Và quấn căng.
quấn căng để nó không xê dịch cái vị trí lại ta vừa đặt. Đấy, như này là kéo căng quá bị đứt. Sau 20 ngày khi mà chúng ta thấy nó liền, cái này nó liền thịt, thì chúng ta có thể tháo ra. Tháo ra để cho nó bật mầm, hoặc chúng ta cứ để cũng được. Bởi vì cái lớp giấy bóng này là giấy bóng này, mầm nó có thể bật xuyên qua. Đấy. Quấn là chúng ta quấn từ dưới lên trên nhá. Cầm. Quấn từ dưới lên trên. Thích gì đâu? Buộc chắc. Tao dưới bể cu cu mà. Đi xe đạp rồi. Tôi không biết chi rồi. Buộc chắc. Buộc chắc lại. Đấy, như này là kín. Nước không vào được. Đó, xong rồi này hai mầm bật ra.